giáo sư Việt đưa toán học Việt Nam vươn tầm thế giới. Cùng với giáo sư Ngô Bảo Châu, giáo sư Vũ Hà Văn là người đưa ngành toán Việt Nam bước lên thời kỳ đỉnh cao trên bản đồ toán học thế giới, khi ông sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá và có tới hơn 100 công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học hàng đầu. Với vị thế đó, ông luôn bận rộn với công việc ở nước ngoài. Thế nhưng, ông vẫn dành tâm sức để cống hiến cho ngành toán tại Việt Nam. Bén duyên với toán học từ sớm. Giáo sư Vũ Hà Văn sinh ngày 12 tháng 6 năm 1970 tại Hà Nội, nguyên quán ở Nam Định. Ông là con trai của nhà thơ Vũ Quần Phương và dược sĩ Đào Thị Hương. Ngay từ nhỏ, Vũ Hà Văn đã có năng khiếu đặc biệt với toán học khi ông có thể làm được các bài toán của lớp 3 trong khi mới chỉ học lớp 1. Nhận thấy năng khiếu đó của con trai, nhà thơ Vũ Quần Phương đã cho Vũ Hà Văn đi học thêm ở các lớp toán từ rất sớm. Sau này, Vũ Hà Văn trở thành học sinh chuyên toán của trường Trung học Phổ thông Chu Văn An và Hà Nội Amsterdam. Ông cho biết, gen thơ của cha chẳng di truyền sang hai cậu con trai chút nào. Người em của Vũ Hà Văn hiện là kỹ sư tin học. Trái lại, Vũ Hà Văn lại được thừa hưởng gen suy luận từ cha. Vì thực ra trước khi là nhà thơ được mọi người biết đến, thì ông Vũ Quần Phương là một bác sĩ. Với thành tích học tập xuất sắc, Vũ Hà Văn dễ dàng thi đậu ngành điện điện tử của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thậm chí ông còn đỗ Á khoa. Thời gian sau, ông đã được cử sang Hungary theo học ngành điện tử tại Đại học Bách khoa Budapest. Tại đây đã xảy ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Vũ Hà Văn khi ông tình cờ được gặp gỡ một nữ giáo sư toán học. Bà ấy đã cho Vũ Hà Văn giải thử một vài bài toán khó và ông đã có hướng giải tốt. Thế là vị nữ giáo sư đã khuyên ông nên theo đuổi ngành toán và chuyển sang Đại học Eötvös, tương đương Đại học Khoa học Tự nhiên của Hungary. Và thế là mọi thứ bắt đầu từ đó, Vũ Hà Văn dốc hết sức để chuyên tâm nghiên cứu toán học. Về thành tích học tập, Vũ Hà Văn khiêm tốn cho biết ông từng đoạt giải nhì toán toàn quốc. Ngoài ra, ông còn từng đoạt giải tại cuộc thi toán học quốc tế Schweizer, một trong những cuộc thi khó nhất dành cho sinh viên Hungary năm 1991, 1992, 1993. Ông cũng từng đoạt giải NSF Career danh giá với phần thưởng trị giá 400.000 đô la Mỹ. Nói về khoảng thời gian học xa nhà của con trai, bà Đào Thị Hương chia sẻ, thời bao cấp khó khăn, gia đình bà cũng vay mượn để mua quần áo gửi sang cho con trai để có thêm tiền sách vở. Thế nhưng, Văn không đem bán, cứ chất đầy tủ. Khi ông bà sang thăm con, ngạc nhiên hỏi thì Văn chỉ giải thích đơn giản. Con đang học mà con người gọi bảo mang áo đến, con sẽ mất tập trung và phân tán lắm. Ngược lại, Vũ Hà Văn tự bươn chải kiếm sống bằng cách đi hái quả ở nông trang vào mùa hè. Tất cả các đồ dùng cần thiết cho cuộc sống như quần áo, sách vở, radio, ông đều phải mua lại của những sinh viên tốt nghiệp về nước với giá chỉ bằng 20-30% so với đồ mới. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Vươn cao trên bản đồ toán học thế giới. Sau khoảng thời gian học tập tại Đại học Eötvös, Hungary, Vũ Hà Văn xuất sắc tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu vào năm 1994. Sau đó, ông tiếp tục con đường học thuật khi theo học và nhận được bằng tiến sĩ toán học tại Đại học Yale, Hoa Kỳ dưới sự hướng dẫn của giáo sư Laszlo Lovas, người từng được tặng giải thưởng Polya năm 1979. Tiếp đó, Vũ Hà Văn thực hiện nghiên cứu hậu tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu cấp cao AIS Princeton và tại ban nghiên cứu của Microsoft từ năm 2001 đến 2005. Sau đó, ông làm việc ở Đại học California tại San Diego với chức danh là phó giáo sư. Từ mùa thu năm 2005, ông chính thức trở thành giáo sư toán học tại Đại học Rutgers và sau đó là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Paris 6 vào 2006. Từ 2011, ông trở thành giáo sư toán học tại Đại học Yale danh giá. Về thành tựu khoa học, năm 2002, giáo sư Vũ Hà Văn giành giải thưởng Sloan Fellowship dành cho các nhà khoa học trẻ tại Mỹ. Đến năm 2008, ông đoạt giải Polya của Hội Toán Công nghiệp Mỹ, SIAM, dành cho công trình nghiên cứu về tập trung độ đo.
Quá trình xét trao giải thưởng Folia vô cùng nghiêm ngặt. Do vậy, khi giáo sư Vũ Hà Văn được chọn là một vinh dự lớn lao không chỉ riêng ông mà cho cả giới nghiên cứu khoa học Việt Nam. Ngoài ra, ông đã từng cộng tác với thần đồng toán học Terence Stahl để viết nên cuốn Additive Combinatorics, Toán học tổ hợp cộng tính, vào năm 2006. Cuốn sách được các nhà toán học đánh giá là một trong những đóng góp quan trọng cho ngành toán. Nó xứng đáng là cuốn sách gối đầu giường dành cho sinh viên cũng như những chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến toán học, mà đặc biệt là tổ hợp cộng tính. Đến năm 2012, giáo sư Vũ Hà Văn tiếp tục nhận được giải thưởng Ferguson của Hội Toán học Mỹ cùng với Jay Kahn và A. Johansson về lời giải cho bài toán Shamir trong lý thuyết đồ thị. Cùng năm đó, ông đã trở thành thành viên danh dự của Hội Toán học Hoa Kỳ. Với những đóng góp của mình cho ngành toán, giáo sư Vũ Hà Văn được đánh giá là nhà toán học hàng đầu thế giới. Cùng với giáo sư Ngô Bảo Châu, giáo sư Vũ Hà Văn là người đã mở đầu cho thời kỳ thăng hoa của toán học Việt Nam. Vì vậy, vào năm 2009, ông được công nhận là giáo sư kiêm chức tại Viện Toán học Việt Nam. Đến năm 2020, giáo sư Vũ Hà Văn được Hiệp hội Toán thống kê thế giới bầu chọn là hội viên danh dự. Tổng cộng, ông đã có hơn 100 công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí quốc tế. Những nỗi trăn trở với ngành toán ở Việt Nam. Dù là bận giảng dạy ở các trường đại học danh tiếng nhất thế giới, nhưng giáo sư Vũ Hà Văn vẫn thường xuyên trở về Việt Nam để thăm gia đình. Trong một bài phỏng vấn với tờ VTC, ông từng nói rằng: "Tôi không có ý định từ bỏ tấm hộ chiếu bìa xanh phổ thông của Việt Nam, vì đó là niềm tự hào của tôi." Với tâm thế là nhà toán học hàng đầu, giáo sư Vũ Hà Văn luôn trăn trở về một tương lai sáng lạng cho ngành toán học Việt Nam. Theo ông, nền toán học Việt Nam còn rất trẻ so với các nền toán học mạnh trên thế giới. Tại thời điểm hiện nay, nếu chỉ tính đóng góp của một nền toán học qua số lượng các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành có chỉ số Impact Factor cao, chỉ số về chuyên môn và số lượng người trích dẫn sử dụng các công trình đó, thì đóng góp của toán học Việt Nam còn ở một mức độ quá khiêm tốn. Cũng theo giáo sư Vũ Hà Văn, số người nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp nói chung và toán học nói riêng tại Việt Nam là rất ít so với toàn bộ dân số. Toán học Việt Nam có một vài cá nhân có uy tín quốc tế, nhưng chưa tạo ra được trường phái riêng. Những nhà toán học trẻ và giỏi hiện nay, phần lớn được đào tạo tại nước ngoài, chủ yếu là Tây Âu và Mỹ. Như tôi được biết, hàng năm có khoảng 5 đến 10 bạn tốt nghiệp tiến sĩ toán học ở các đại học uy tín trên thế giới. Nếu như nhà nước có kế hoạch trọng dụng họ, hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ có một đội ngũ đáng kể. Mang theo tâm tưởng đó, mỗi lần trở về nước, giáo sư Vũ Hà Văn luôn nỗ lực nâng cao chất lượng, thúc đẩy nền toán học quê nhà phát triển. Viện nghiên cứu cao cấp về toán là nơi ông thường xuyên làm việc. Tại đây, những công trình nghiên cứu, những phát hiện mới về toán đều được giáo sư trao đổi, chia sẻ đến các nhà khoa học và các bạn trẻ đang theo học chuyên ngành toán, thông qua các buổi hội thảo chuyên đề. Đầu quân cho Vingroup. Năm 2018, giáo sư Vũ Hà Văn quyết định tham gia Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Vinbig Data do tập đoàn Vingroup thành lập với vai trò giám đốc khoa học. Tại đây, ông đã bắt tay vào những dự án lớn như nghiên cứu về bộ gen người Việt, giải pháp ứng dụng AI xử lý hình ảnh y tế, thử nghiệm xe điện tự hành cấp độ 4. Hay mới đây nhất, giáo sư Vũ Hà Văn đã có đóng góp cho sự xuất hiện của trợ lý ảo VV trên xe VinFast. Giáo sư cũng cho rằng, công nghệ dữ liệu sẽ là vũ khí giúp Việt Nam đi tắt đón đầu và ứng dụng vào các ngành y tế, nông nghiệp, giao thông vận tải. Sự ra đời của chiếc xe điện tự hành hay trợ lý ảo VV là một vài minh chứng rõ nét nhất. Việc giáo sư Vũ Hà Văn trở về Việt Nam để thành lập viện Vinbig Data được Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Võ Quang Huệ nhận định là khởi đầu hành động tốt nhất cho những sản phẩm Made in Việt Nam, Made by Vietnamese sắp tới. Về cuộc sống cá nhân, giáo sư Vũ Hà Văn hiện đang sống hạnh phúc cùng vợ và hai con tại Mỹ. Vợ của ông cũng làm nhân viên hành chính ở Đại học Yale, con lớn của ông thì đã vào đại học, còn con nhỏ đang học trung học. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!